Xin chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại đại lý Yamaha Mạnh Đạt ở thành phố Lai Châu. Và đây cũng là đại lý Yamaha duy nhất có mặt tại Lai Châu. Anh em nào ở tỉnh Lai Châu này hoặc một số tỉnh thành lân cận khác ấy, muốn quan tâm và tìm mua các dòng xe của Yamaha thì có thể đến đại lý để tham khảo giá cũng như được tư vấn trực tiếp. Theo ghi nhận mới nhất đại lý trong ngày hôm nay thì giá xe Yamaha trong cuối tháng 8 năm 2019 này cơ bản vẫn đang khá là tốt. Tuy là tháng ngâu tháng cô hồn thôi nhưng khách hàng vẫn đến tìm mua và tham khảo giá rất là nhiều. Sau đây thì mình sẽ quay từng dòng xe một và cập nhật giá cụ thể của từng dòng xe để gửi đến các bạn cùng tham khảo, các bạn cùng theo dõi trên màn hình và luôn ủng hộ mình nhé. Đầu tiên là cái dòng xe Yamaha Exciter 150 2020 các bạn đang theo dõi đấy. Với các phiên bản màu sắc hoàn toàn mới trong năm 2020 này mà Yamaha đã trang bị cho Exciter ấy, các bạn có thể thấy là khá là đẹp. Một cách phối màu được đặc trưng, một số các màu sắc được thay đổi như màu phiên bản cam đen ấy được thay đổi màu xám đen. Bên cạnh đó là phiên bản màu đen nhám ấy, thì được thay đổi bộ tem logo khá là mới. Và đặc biệt hơn nữa là trên phiên bản RC ấy, thì cặp lốp của chiếc xe đã được thay đổi bằng cặp lốp của Maxi. Mình sẽ giới thiệu cụ thể giá bán như sau này. Các phiên bản RC bao gồm các màu như màu xám đen này, màu đỏ nhám này, màu đen nhám và một màu khác nữa tí mình quay cho bạn xem. Màu trắng đỏ đấy thì có giá bán hiện tại chưa bao gồm đăng ký giữ ở mức khoảng là 47 triệu đồng. Còn phiên bản màu xanh GP ấy, phiên bản này thì chỉ thay đổi về màu tem một chút thôi. Còn về cặp lốp thì vẫn giữ nguyên là lốp IRC nhá. Thì giá bán hiện tại của cái phiên bản này là 48 triệu, khoảng 48 triệu đồng. Các bạn có thể liên hệ đại lý. Vì mình nói mức giá ở đây tại vì là tùy theo từng ngày thì từng tuần thì giá sẽ khác nhau mà. Tiếp theo là chiếc xe Yamaha Latte đây. Chiếc xe Yamaha Latte này thì giá bán hiện tại ở đại lý dao động trong khoảng từ 37 triệu 500 đến 38 triệu đồng. Và hiện tại đại lý còn một số màu nữa mình sẽ quay thêm để gửi đến các bạn. Mình sẽ đi vào bên trong nhá. Thì có một số các cái phiên bản và màu sắc của Yamaha Latte mới như màu thêm màu trắng này và màu đỏ để các bạn có thể tham khảo thêm. Đây là một số màu khác sắc nữa như màu đây một màu đen nhám nữa và màu đỏ nữa. Thì giá bán hiện tại của các cái phiên bản này như mình đã giới thiệu với các bạn rồi, giá bán khoảng là 37 triệu 500 nghìn đồng đến 38 triệu đồng chưa bao gồm đăng ký, các bạn có thể tham khảo. Đây là mẫu xe được Yamaha mới cho ra mắt thôi để thay thế cho mẫu xe các mẫu xe trước đây và để cạnh tranh trực tiếp với chiếc xe Honda Lead với cái cốp rộng tới 37 lít và hoàn toàn thích hợp cho chị em phụ nữ. Bên cạnh đó là cái dòng xe cũng mới ra mắt của Yamaha là chiếc xe Yamaha Frigo. Đây cũng là một mẫu xe cũng được anh em đánh giá khá là cao ở thời điểm hiện tại. Với giá bán cũng có sự dao động trong khoảng từ 38 đến 40 triệu đồng cho từng phiên bản. Với những bản được trang bị phanh ABS thì có giá bán cao hơn một chút. Các bạn có thể tham khảo trên màn hình. Các màu sắc rất là đẹp luôn. Có hai phiên bản nhá, phiên bản Free và một phiên bản là Frigo, hai phiên bản liền. Với những phiên bản Frigo ấy, thì được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Và mẫu xe này là với mục đích của Yamaha là cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe của Honda là Honda E-Blade hiện tại. Với kiểu dáng hoàn toàn mới, với thiết kế rất là khác biệt, thể thao. So với các mẫu xe trước đây thì mẫu xe này có cái nhìn lạ so với các mẫu xe trước. Thì mình cũng có quay lại đây để gửi đến các bạn cũng như cập nhật một số cái mức giá. Các bạn nào mà quan tâm ấy và tìm mua để mà biết cụ thể chính xác hơn nữa về giá trong từng ngày ấy, thì có thể liên hệ theo số điện thoại. Mình có để cái số điện thoại này ở góc trái của màn hình nhé. Với số điện thoại của đại lý là 0393 982 567 gặp chị Hồng. Chị Hồng sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn. Tiếp theo đây là các phiên bản của chiếc xe Yamaha Grande. Mẫu xe này đây là mẫu xe tay ga cao cấp của các chị em phụ nữ. Và được lột xác hoàn toàn ở phiên bản năm 2019 này với hệ thống phanh chống bó cứng ABS này, thêm vào đó là cái hệ thống hybrid nữa. Về giá bán hiện tại của mẫu xe này ấy, thì tùy theo từng phiên bản mà thường thì tiêu chuẩn ấy, thì có giá bán khoảng rơi động từ khoảng 40 đến 42 triệu gì đó thôi. Với những phiên bản cao cấp hơn thì có giá bán dao động khoảng từ 49 đến 51 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Đây là giá bán chỉ vào khoảng thôi, tại vì là mình đưa ra đây ấy, tại vì tùy theo từng ngày nhá, các bạn có thể tham khảo tại đại lý thì có sẽ có giá bán chính xác và cụ thể. Và giá bán trên thì mình lưu ý với các bạn là chưa bao gồm đăng ký và hiện tại đại lý cũng có chương trình trả góp rất là ưu đãi với các cái mẫu xe này. Đây là mẫu xe tay ga cao cấp rất là đẹp của phiên bản kỷ niệm 20 năm đây của chiếc xe Yamaha Grande. Các chị em cũng rất thích cái mẫu xe này và đây cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe Honda SH1 của Honda nhé. Mình sẽ cập nhật cụ thể từng dòng xe một luôn để các bạn có thể tham khảo. Các bạn cùng theo dõi trên màn hình nhé. Tiếp theo đây là hai mẫu xe tay côn cao cấp của Yamaha. Hai chiếc xe này thì đây là theo chương trình mà khuyến mại của đại lý là mua Exciter được tặng xe khủng đấy. Thì hai chiếc xe này đã được giao cho khách hàng rồi, tuy nhiên khách hàng
không đủ điều kiện để đi đã bán lại cho đại lý, và hiện tại bán lại với mức giá bao nhiêu thì mình không hỏi đại lý cụ thể, nhưng mà hiện tại với giá bán hiện tại thì đại lý đang bán 20 chiếc xe này với giá bán cụ thể như sau này. Với chiếc xe TFX thì có giá bán khoảng là 75 triệu đồng. Còn chiếc xe Yamaha IZF R3 ở đây có giá bán khoảng 139 triệu đồng. Còn đây là dòng xe Yamaha Janus. Đây là dòng xe cạnh tranh trực tiếp với đối thủ là Honda Vision của dòng xe Honda. Tuy nhiên ở chiếc xe Yamaha Janus này được nâng cấp động cơ lên 125 phân khối và một số các màu sắc mới rất là hấp dẫn. Mới đây nhất thì Yamaha mới trang bị thêm cho Yamaha Janus thêm hai màu sắc hoàn toàn mới. Các bạn có thể tham khảo thông qua các trang mạng của Yamaha, những màu sắc rất là đặc trưng luôn. Tí mình sẽ quay một chiếc cụ thể về cái màu sắc này với những cái tem chỉ tạo điểm nhấn rất là đẹp ở phần hông xe cũng như phần yếm xe. Hiện tại thì giá bán của Yamaha Janus thì dao động trong khoảng từ 27 triệu 500 đến 31 triệu 500 nghìn đồng tùy theo từng phiên bản. Với những phiên bản tiêu chuẩn thì có giá bán rẻ hơn, được không được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key thì có giá bán khoảng 27 triệu 500 đến 28 triệu đồng. Với những phiên bản cao cấp hơn thì giá bán là khoảng 29 triệu 500 đến 31 triệu đồng. Và những phiên bản giới hạn thì có giá bán cao hơn hẳn là khoảng 31 triệu 500 trở lên. Thì giá bán cũng có sự dao động như thế thôi. Ở các đại lý khác trên toàn quốc thì mình cũng đã tham khảo rồi thì giá bán cũng không có sự chênh lệch nhiều đâu. Chỉ chênh lệch trong khoảng từ 500 đến 1 triệu đồng mà thôi, thì các bạn có thể tham khảo thông qua từng đại lý. Và hiện tại cái dòng xe Yamaha Janus này cũng được khách hàng quan tâm và tìm mua rất là nhiều. Các bạn nào mà quan tâm, đặc biệt bạn nữ ấy, đi chiếc xe này cũng khá là đẹp, làm tôn dáng các chị em nhiều hơn. Và đặc biệt là khối động cơ Blue Core của chiếc xe này cũng rất là mạnh mẽ, vừa lên được nâng cấp lên động cơ tới 125 phân khối cơ. Rất đẹp, rất bắt mắt các bạn. Các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình để tìm mua cho mình một chiếc xe rất là phù hợp. Tiếp theo nữa đây, mình sẽ quay đến các bạn dòng xe Yamaha. Tiếp theo nữa là Yamaha, đây cũng là dòng xe Grande. Đây là dòng xe Yamaha Jupiter nhá, Jupiter. Với rất nhiều các phiên bản hiện tại của năm 2019 này, mình sẽ giới thiệu luôn phiên bản màu xanh GP đây, có giá hiện tại là 29 triệu 500. Phiên bản RC với 3 màu sắc là trắng đen, đỏ đen và cam đen ấy, thì có giá bán hiện tại là 29 triệu và khoảng 29 triệu đồng chưa bao gồm đăng ký. Tiếp theo nữa là một chiếc xe Yamaha Sirius, đây là chiếc xe Sirius phiên bản FE. Thì tí nữa mình sẽ giới thiệu cụ thể từng giá bán sau thì mình sẽ quay ở ngoài kia. Phía ngoài kia thì rất nhiều các dòng xe Yamaha Sirius vừa được đưa về. Thì mình sẽ quay cụ thể chi tiết từng phiên bản một để các bạn có thể tham khảo. Hiện tại thì dòng xe Yamaha Sirius thì cũng giá dao động trong khoảng từ với FE này, phiên bản FE này dao động trong khoảng từ 20 đến 23 triệu thôi. Còn các phiên bản là bản chiếu hòa khí thì giá bán rẻ hơn, dao động trong khoảng từ 18 triệu 300 đến 21 triệu 500 thôi, không có gì là quá cao cả, các bạn có thể tham khảo. Đây là những mẫu xe cũng có thiết kế rất là thể thao, rất là trang nhã và đẹp. Tiếp theo đây thì mình cũng sẽ giới thiệu đến các bạn thêm các dòng xe của Yamaha Exciter phiên bản năm 2019, hiện tại đã có mặt tại đại lý. Với những dòng xe này, như phiên bản màu xanh GP ở đây có giá bán hiện tại khoảng 46 triệu này, phiên bản Panasian tiếp theo là giá bán khoảng tầm 47 triệu 500 gì đó thôi. Đây là phiên bản năm 2020 nhá, màu trắng đỏ đây có giá bán 47 triệu này. Phiên bản kỷ niệm 20 năm màu bạc trắng thì có giá bán cao hơn một chút thôi, vào khoảng là 47 triệu 500 là cùng. Phiên bản màu đỏ nhám năm 2019 thì có giá bán khoảng 46 triệu 500. Đây có một chiếc xe của phiên bản GP nhiều bạn đang hỏi nhá, năm 2018 đây thì có giá bán hiện tại là phiên bản này ấy, giữ ở mức là 46 triệu thôi, khoảng 46 triệu đến 46 triệu 500 thôi. Bạn nào tìm mua thì đến đại lý Mạnh Đạt nhá, để tìm mua cái mẫu xe này, và hiện tại đại lý Yamaha Đạt còn duy nhất một chiếc thôi. Đây là mẫu xe Yamaha Nvic như mình đã giới thiệu đến các bạn rồi. Rất nhiều video mình có làm về cái mẫu xe này rồi, một mẫu xe với thiết kế rất là hầm hố, đa dạng, trẻ trung. Hiện tại thì mẫu xe này đang được bán với mức giá như sau này. Với những bản 125 ấy, với hai phiên bản nhá. Phiên bản Nvic 125 ấy, phiên bản tiêu chuẩn thì có giá bán khoảng 39 triệu. Nvic 125 phiên bản đặc biệt hơn thì có giá bán khoảng 40 triệu. Trên phiên bản NX125 thì không được trang bị hệ thống phanh chống bọc cứng ABS. Còn đây là hai chiếc xe mình giới thiệu cho các bạn ấy, với những màu sắc khá là mới ở phiên bản năm 2019 này. Hiện tại thì mức giá như sau này, NX155 phiên bản tiêu chuẩn không được trang bị phanh ABS ấy, thì có giá bán khoảng 43 triệu. Đây là hai phiên bản sử dụng phanh ABS rồi, thì giá bán khoảng từ 49 đến 52 triệu tùy theo từng màu sắc. Với những bản màu đỏ đô nhám này, đỏ đô nhám này hoặc là màu xám cam này thì có giá bán khoảng tầm 51 đến 52 triệu. Để biết giá chính xác ấy, các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại mình để góc trái màn hình nhé. Tại vì tùy theo từng ngày, từng tuần ấy, thì đại lý sẽ đưa ra cái mức giá bán khác nhau mà. Mình có quay lại đây thôi, những cái giá bán cập nhật trong cuối tháng 8 này. Và hiện tại theo mình tham khảo được thì giá bán trong cuối tháng 8 này thì cơ bản giữ mức ổn định thôi, không có điều gì là quá là cao cả. Nên hoàn toàn các bạn có thể tham khảo thông qua video.
Đây là mẫu xe có cái mão khá là đẹp luôn, thiết kế rất là hầm hố. Mình có quay một video rất là chi tiết cụ thể rồi, đánh giá có nên mua chiếc xe này hay không và giá bán cụ thể là bao nhiêu thì mình có lắp video cụ thể rồi. Khá là mố, mình đi khá là thích các bạn. Nước đề, nước bốc rất là bốc và tạo cho một cảm giác rất là thể thao. Với những người mà cao khoảng tầm 1m75 trở lên và người đậm đậm một chút ấy, thì dĩ nhiên rất là hợp lý. Tiếp theo nữa là chiếc xe Yamaha ra nước đây, như mình đã giới thiệu đây là phiên bản mới nhất này. Mới nhất dành cho chị em, với những cái tem xe rất ấn tượng ở phần hông xe cũng như phần bên trong, phần để chân, yếm xe đấy. Với những chi tiết khá là đẹp, đây là phiên bản cao cấp nhất của Yamaha Janus. Hiện tại giá bán của phiên bản này khoảng tới 32 triệu, 31 triệu 500 đến 32 triệu thôi. Phiên bản này được trang bị hệ thống phanh chống bo cứng ABS. Phiên bản sử dụng phanh chiều quang thông minh Smart Key nhé. Xin lỗi các bạn, chiều quang thông minh Smart Key. Tiếp theo đây là ba dòng xe Yamaha Nvic với các phiên bản là 155 phân khối. Nhìn khá là đẹp các bạn ạ, nhìn hầm hố rất là đẹp. Mình cũng rất là thích cái mẫu xe này, mình đã chạy thử rồi, rất là bốc, rất là cảm giác, tạo cảm giác rất là phấn khích cho các mọi người chạy. Giá bán hiện tại của phiên bản 155, mình nhắc lại đến các bạn nhé, dao động trong khoảng là 49 đến 52 triệu đồng đối với các phiên bản sử dụng phanh chống bo cứng ABS. Còn phiên bản tiêu chuẩn không được sử dụng phanh chống bo cứng ABS ấy, thì có giá bán khoảng tầm 43 đến 44 triệu thôi, rất là hợp lý. Mình khá là kết ở phiên bản này ấy. Nhìn rất là đẹp luôn này, động cơ khỏe mạnh mẽ với những thiết kế rất là mố phía trước. Đặc biệt là cặp lốp khá là to bản. Và đặc biệt hơn nữa là được trang bị hệ thống phanh chống bo cứng ABS, tạo cảm giác an toàn cho một dòng xe 55 phân khối. Tiếp theo đây là chiếc xe Yamaha Sirius với khá nhiều các màu sắc khác nhau. Thật sự đây là một chiếc xe mà được đánh giá khá là cao ở thời điểm hiện tại đấy, bởi nó có khá nhiều các cái màu sắc và đặc biệt ý nhập về rất là nhiều. Đây là các phiên bản của phiên bản bản chiếu hòa khí nhé. Mình có thể cập nhật giá bán cho các bạn như sau này. Phiên bản phanh cơ và nhãn hoa như các bạn đang theo dõi đây thì có giá bán khoảng 18 triệu đấy các bạn nhá, 18 triệu. Phiên bản mà sử dụng cũng vành nan hoa như này mà được sử dụng phanh đĩa thì có giá bán cao hơn khoảng 19 triệu. Khoảng đến 19 triệu đến 19 triệu 300. Đây một như một chiếc số chiếc màu đỏ đây. Các bạn hãy tham khảo, hoặc một số chiếc màu trắng đen đây là sử dụng vành nan hoa, phanh đĩa. Còn đối với các phiên bản sử dụng vành đúc, phanh đĩa thì có giá bán khoảng 21 triệu. 21 triệu khoảng đó. Còn với những phiên bản hiện tại còn vẫn còn những phiên bản kỷ niệm 20 năm, nhưng hiện tại ở đại lý thì chưa còn, thì giá bán cao hơn khoảng 500.000 đồng, khoảng 21 triệu 500. Khá nhiều các màu sắc và đây là mẫu xe bán chạy nhất của Yamaha. Đây là một chiếc xe phiên bản mới nhất năm 2019 với những cái tem xe màu xám này rất là đẹp này, như Sirius phiên bản rất là hợp lý này, rất là đẹp luôn. Khá nhiều anh em thích cái phiên bản này và đã tìm mua. Những chiếc xe Sirius ấy được độ lên cũng khá là đẹp đấy các bạn ạ. Các bạn nào mà tham khảo có thể độ cho mình chiếc xe Sirius. Đây là những phiên bản chiếu hòa khí, mình đánh giá như về thiết kế của phiên bản chiếu hòa khí này thì cao hơn rất nhiều so với các phiên bản khác. Ví dụ như các phiên bản FI thì có kiểu dáng là nó không được đẹp hơn so với cái phiên bản chiếu hòa khí này. Còn đây là chiếc xe Yamaha Sirius phiên bản RCFI. Đây là phiên bản tem hoàn toàn mới nhá, các bạn có thể tham khảo. Tem cũng được to bản, được thiết kế hoàn toàn mới đây. Phiên bản này thì hiện tại đang có giá bán dao động trong khoảng từ 20 đến 23 triệu. Với những bản sử dụng phanh cơ và vành nan hoa thì có giá bán khoảng 20 triệu. Phiên bản phanh đĩa vành nan hoa thì 21 triệu. Phiên bản phanh đĩa vành đúc thì có giá bán 23 triệu. Bản kỷ niệm 20 năm thì có giá bán cao hơn khoảng 23 triệu 500. Đó là một số những cái cập nhật của mình. Còn cơ bản thì đối với dòng xe Sirius RC của phiên bản chế hòa khí thì được anh em lựa chọn nhiều hơn. Có thể nói ở đại lý Yamaha Mạnh Đạt đến thời điểm này có rất nhiều các dòng xe. Và các bạn có nhìn thấy trên màn hình rồi, rất nhiều các dòng xe khác nhau. Các bạn có thể thoải mái lựa chọn. Tuy là thắng cô hồn thôi, thắng ngâu thôi, nhưng mà lượng khách hàng đến tìm mua ở đại lý rất là nhiều. Và đặc biệt mới đây nhất là các dòng xe như Yamaha Exciter phiên bản mới năm 2020 được đưa về đại lý với số lượng cũng rất là nhiều các dòng xe khác nhau này. Và đặc biệt là Sirius phiên bản mới năm 2020 với những tem xe mới hoàn toàn. Và đặc biệt hơn nữa là các cái mẫu xe tay ga vừa được Yamaha cho ra cái chương trình Why Not ấy, để nhằm quảng bá nhiều hơn nữa với những cái chương trình quảng cáo dành cho mẫu xe tay ga của Yamaha với động cơ BlueCore với khối động cơ từ 125 đến 150 phân khối rất là nhiều. Mình khá là kết với các cái phiên bản mới của năm 2020 của chiếc xe Exciter này. Những cái màu sắc này, tem xe đặc biệt là ấn tượng nhất với phiên bản màu đen nhám các bạn đang theo dõi trên màn hình đây. Rất đẹp các bạn ạ. Nhìn có vẻ cảm giác, nhìn nó hầm hố, cảm giác rất là khỏe khoắn. Mình muốn quay lại rất là nhiều cái mẫu xe này. Phiên bản màu xanh GP đây thì lại khá giống phiên bản năm 2017 của Exciter, với những cái mảng màu xám, bạc đây.
Còn với chiếc xe Latte đây thì mình đã giới thiệu đến các bạn rồi, giá bán cũng rất là rẻ, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe Honda Lead. Các bạn có thể theo dõi nhé, rất nhiều các mẫu xe khác nhau. Sirius thì vô kể. Các dòng xe của năm 2019 của Exciter cũng còn khá là nhiều các bạn nhé, ở đại lý còn khá là nhiều, với giá bán dao động trong khoảng từ 45.500.000 đến 47.500.000 thôi, đã rẻ hơn rất là nhiều rồi. Và đặc biệt dòng xe Yamaha Sirius ấy, đây là dòng xe khá là phổ thông, đặc biệt ở các tỉnh miền núi phía Bắc như ở trên Lai Châu mình ấy, người ta đi khá là nhiều. Vì dòng xe này vừa hợp túi tiền, giá rẻ, động cơ mạnh mẽ và tạo cảm giác rất là phấn khích khi đi. Cũng rất là thể thao, ai đi cũng được, người lớn là nam nữ này, người già, kể cả những bạn sinh viên, học sinh đi rất là phù hợp, nên được đánh giá khá là cao ở mẫu xe này. Đây là những phiên bản màu tem sắc khá là mới này, kể cả trên phiên bản FI và phiên bản chế hòa khí đều cho ra mắt những màu tem rất là mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.